Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang ở đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Thì hôm nay là mình sẽ đi đến thăm một cái hoàn cảnh của anh Hải. Thì hiện tại là anh đang bị khuyết tật, nhưng mà anh có một cái biệt tài là vẽ tranh 3D rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong nhà để mà thăm anh, cũng như là mình sẽ mời mọi người thưởng thức những cái bức tranh của anh, những cái tác phẩm của anh vẽ như thế nào nha cả nhà. Ok, nào mình đã tới nhà của anh Hải rồi. Dạ em chào anh. Dạ hai anh em mình cũng đã hẹn rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay em mới có dịp qua Cần Thơ để mà tới nhà thăm anh với chị. Dạ. Mấy hôm nay anh có khỏe không? Khỏe. Khỏe. Thì hiện tại thì anh với chị là người khuyết tật. Dạ anh ơi, cho em hỏi là anh tên đầy đủ là tên gì hả anh? Anh tên Trần Thanh Hải. Trần Thanh Hải. Thì hiện tại là ở đây là khu nhà ở An Gia. Đúng rồi em. Dạ. Thì anh chị được hỗ trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ cách đây mấy năm rồi? Cũng lâu em, 4 năm này. Dạ. 4 năm. Sau đó thì anh mới cất nhà thì 2 năm, nhưng mà ta hỗ trợ trước đó thì hỗ trợ được phần nửa đó. Rồi mình phải làm, mình tích kiếp thêm để mà mượn thêm á, để mà mình cất được cái nhà này thì sau 2 năm mình mới cất. Nói chung thì ở trên bà xã bà coi trên mạng đó. Dạ. Thì bà thấy em giới thiệu về những cái hoàn cảnh, những cái cụ già rồi đó. Dạ. Thì mình coi mình cũng rất là thích, thấy rất là tình cảm nữa. Dạ. Rồi giúp cho những cái người mà giống như chị Duyên nè, hay là chị Thanh gì đó. Dạ. Anh đều coi hết những cái clip đó. Theo dõi suốt luôn. Nhưng mà nói chung là cũng có cái duyên nên là hôm nay mấy anh em mình với gia đình cũng mới gặp nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Thì anh cũng không nghĩ rằng là hôm nay em tới nhà anh đâu. Dạ. Mà tại vì là nói là tại vì em bận nhiều công việc quá. Vâng. Cũng không biết là có đi quay bên cái Cần Thơ mình hay không. Chứ bên đây cũng có nhiều hoàn cảnh đó. Dạ. Thì hôm nay rất là vui khi được đón tiếp em đến nhà của anh. Anh chị là người khuyết tật nặng. Mà 3 tuổi thì anh chị bị sốt bại liệt. Vâng. Nên là bị bệnh từ đó luôn. Vì cách đây khoảng gần anh thì năm nay 30 mấy rồi, 38 mà. Dạ. Đây cách này cũng là 35 năm. Dạ. Chị thì cũng là khoảng 32 năm. Dạ. Rồi cái cơ duyên nào mà anh chị gặp nhau rồi mà thành vợ chồng? Vào năm 2004 thì anh có lên Cần Thơ để anh học nghề. Thì dạ. Anh học nghề cái thủ công mỹ nghệ. Dạ. Thì anh cấp đó thì trong cái chung khóa này có bà xã. Cấp đó anh quen chị lúc đó luôn. Dạ. Và 2004. Nhưng mà tới 2010 thì hai anh chị mới là đám cưới. Vâng. Là do tại cái hoàn cảnh lúc đó cũng khó khăn, rồi những cái định kiến của gia đình, của xã hội về người khuyết tật nữa, họ không có chấp nhận mình. Vâng. Nên là mình cũng phải vượt qua những cái rào cản đó để mà mình đấu tranh, để mà mình làm việc, để mình nỗ lực, để mà mình kiếm tiền, mình tiết kiệm, mình tự làm đám cưới cho hai đứa luôn, và mình nuôi con mình. Dạ. Cũng vượt qua bao nhiêu sóng gió anh ha. Đúng rồi. Dạ. Nói chung này cũng mình cũng rất là khó khăn trong hoàn cảnh lúc đó, thì tại vì mình ở tập thể thôi. Lúc mà 2004 mình lên mình học nghề thì mình ở tập thể chung với mấy bạn, thì ở chung với bà xã luôn. Nhưng mà là mình ở có phòng nữ phòng nam đàng hoàng nha. Đó, thì sau đó thì tới 6 năm sau thì mình mới có đủ tiền, mình tiết kiệm, mình đủ tiền thì mình mới làm đám cưới, một cái đám cưới nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà là do bản thân mình làm. Vâng. Mình tổ chức tại cơ sở đó luôn. Dạ. Rồi thời gian đó là anh học bao nhiêu lâu anh? Học nghề. Học nghề thì chỉ có 6 tháng thôi. À. Có 6 tháng thôi, nhưng mà mình ở lại làm luôn. Mình ở lại đó, người ta giữ mình ở lại làm việc, làm cho cái cơ sở đó. Rồi mà vừa làm mình vừa tiếp thu những cái gì đó mà giống như những cái hoạt động, có thêm những cái hoạt động khác nữa chứ không phải chỉ là học nghề thôi. Yeah. Ví dụ như mình tham gia văn nghệ nè. Vâng. Tham gia thể thao. Yeah. Tham gia những cái phong trào báo chí rồi đó. Anh nói chung là anh cũng tham gia nhiều cái phong trào của bên hội lắm. Dạ. Yeah. Dạ, học 6 tháng, hiện tại là chị cũng học trong đó. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì không, mình không có làm cái đó nữa. Dạ. Mà bây giờ thì hiện tại nghỉ xong rồi, chị sanh bé xong rồi chị nghỉ rồi, tới giờ thì ở nhà chị làm đang móc ở nhà. Dạ, đang móc. Đúng rồi. Dạ. Thì em thấy anh gửi cho em những cái bức tác phẩm rất là đẹp, những cái bức tranh rất là đẹp. Thì bây giờ em có thể cho em coi tận mắt những bức tranh đó được không ạ? Được chứ. Ồ, quá nhiều anh ha. Đúng rồi. Cái này á, là những cái sản phẩm này anh làm á, là anh làm lâu rồi, làm cũng mấy tháng rồi. Dạ. Tại vì á, nó làm rất là lâu. Ví dụ như một cái bức tranh như thế này nè, em thấy con cá này nó không phải là bình thường, nó sẽ có cái độ hình khối.
nhưng mà cái mặt là mặt phẳng, nhưng mà vẽ con cá ra thành khói. nó lạ ở chỗ đó. Đúng rồi, lạ quá mọi người ơi. Đó, đây là bước một bức tranh thì hiện tại là ở đây là cái dừa đúng không anh? Đúng rồi, cái này là gỗ dừa mình mua. Rồi sau đó về mình làm mua keo luôn. À, nguyên liệu là mua keo, rồi về cá là mình vẽ, những cái này thì mình vẽ vào. Ôi, em con cá này vẽ đó anh. Ôi, em thấy như con cá nó thiệt, nó đang lội vậy á. Đúng rồi. Khi mà anh đi bán ra ngoài á, nhiều khi người ta không tin. Dạ. Người ta không tin là mình vẽ. Đúng mà rồi. Anh nói là trời anh vẽ. Anh nói là anh vẽ đó. Mà mình chính bản thân mình vẽ mà mình nói người ta không tin nữa. Dạ. Cười quá. Trời ơi, thật sự hôm nay là mình thấy tận mắt mình mới tin nha. Nếu mà không thấy thì không tin đâu nha. Đây, một cái bức tranh mà mọi người thật sự là khi mà mình nhìn đây nè, giống như là con cá thật đang lội luôn. Nhưng mà không phải như vậy, là toàn bộ là vẽ nha. Những cái lá sen này kia là cũng vẽ lên luôn không anh? Đúng rồi em, cái này là mình vẽ nè, còn như đây mình để thêm. Vâng. Để chi? Để cho giảm cái công mình xuống, để mà mình bán giá nó thấp một chút. Dạ. Chứ nếu mình để mình vẽ tất cả hết á thì cái công mình rất là cao, mà giá cũng nên rất là cao. Dạ. Nữa. Như này là gỗ gáo dừa, cái gáo dừa của mình nè. Dạ, cái gáo dừa. À. À, cái này hay quá. Gáo dừa này là do mình làm luôn. Dạ. Anh làm luôn. Tức là có cái nghề ngày xưa của anh học đó là nghề gáo dừa này nè. Dạ. Thủ công mỹ nghệ. Đúng rồi, thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa. Vâng. Rồi bây giờ thì anh không làm đó nữa, nhưng mà anh cũng vẫn làm cái này để mà anh tạo cho cái sản phẩm của mình. Dạ. Ồ, cũng nói chung là mình áp dụng cái nghề của mình học lúc trước. Đúng rồi. Phục vụ cái công việc của mình giờ. Đúng rồi. Wow, cái này. Đây là cái gỗ. Cái gỗ tre mình mua chỗ mấy bạn á. Vâng. Đó thì ôi, nhìn công phu lắm nha, em tính đâu con cá thiệt không nè. Thật sự là những cái bức hình anh gửi cho em đó, là em tính đâu là con cá nó bình thường thôi ha, giống những cái bức tranh bình thường đúng không? Nhưng mà tại vì cái keo này nè, nó là loại keo trong. Vâng. Nên là khi mà người ta nhìn vào lần đầu tiên á, người ta nghĩ là nước, chứ ta không có biết nó cứng đâu. Dạ. Đó, thì khi mà con cá mình vẽ có hình khói vậy vô nữa, người ta nói ủa sao vẽ được. Đúng rồi, sao vẽ được. Nhưng mà thật ra là mình vẽ nó phải qua từng lớp một. Dạ. Rồi sau đó em mới đổ keo lên, rồi em đợi keo khô, em vẽ lớp thứ hai. Dạ. Em vẽ đến khi nào con cá em nhìn nó như thật, nó có cái độ khói rồi, hình khói rồi, thì mới đúng là thật. Xong. Dạ, anh ơi cho em hỏi nè, nếu một cái tác phẩm như vậy thì cái thời gian hoàn thành nó trong bao lâu anh? Như cái mẫu lớn này là 5 ngày. Wow. 5 ngày. 5 ngày, vậy là một ngày mình vẽ bao nhiêu tiếng? Nói chung thì anh vẽ sáng từ sáng tới chiều tối luôn. Wow. Nói chung anh vẽ cả ngày mà. Dạ. Nhưng mà anh vẽ một lần không phải là một sản phẩm cho 10 ngày, nhưng mà cho khoảng 10 sản phẩm như thế này. Dạ. Thì tính ra là một ngày là một sản phẩm, nhưng mà nó phải qua đủ cái lộ trình của nó. Dạ. Nó phải qua từng lớp vậy đó, là em phải đợi tới 10 ngày nó mới xong. Dạ, giống như là mình phải đợi keo khô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ồ, cái đây là em tính đâu nước không á, đây nè. Thì em không tin đó. Mà đặc biệt nha, lít. Dạ. Này là em có thể em đổ nước vô được. Dạ. Ví dụ về người ta trưng trên bàn đó. Dạ. Thì người ta có thể đổ nước vô, nhìn nó sẽ long lánh hơn. Là nó có cái điểm la mới lạ đó nữa. Đúng rồi. Thì không thấy là không tin thiệt. Nhưng đây, mà nhiều người chắc người ta nói sao mà dễ được, hay sao mà dễ được. Đúng là đây là một cái điều đặc biệt đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì nó cũng có cái khó của nó em. Đúng. Biết cái khó là gì không? Tức là cái đầu ra của nó. Tại vì giá thì nó cũng hơi cao, là tại vì do cái nguyên liệu nó rất là mắc. Mà cái phần của mình, cái công của mình nó cũng nhiều nữa, nên giá thì mình nó cũng hơi đắt một tí. Yeah. Nên là cũng kén khách lắm. Yeah. Chỉ những có khách mà đam mê dữ lắm về nghệ thuật á, thì người ta mới thích. Nên là sản phẩm của anh hiện tại nó không có đầu ra là như vậy. Với anh cũng khó khăn trong việc di chuyển đó. Thì anh cũng không có xin được đi bán, hoặc là không có thuê được những cái chỗ mà như hội chợ đồ nhiều. Cũng ít đi lắm. Dạ. Giống như em thấy ở Cần Thơ mình thì lâu lâu nó cũng có những cái hội chợ triển lãm đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình không có đủ cái kinh phí và không có... Đúng rồi em. Tức là mình thuê gian hàng thì rất là cao. Dạ. Mà em biết là những cái sản phẩm mỹ nghệ 3D thì mình làm thủ công không mà. Nên làm rất là lâu, mà mình thuê với cái giá mà 7-8 triệu thì bán không được. Dạ. Cái bức tranh này hồi nãy là nó bao nhiêu tiền? Như mẫu này thì 400. 400 ha. 400 cho 5 ngày công vẽ. Đúng rồi. Nhưng mà sản phẩm thì để rất là bền, là do loại keo này nó rất là bền. Nó giống như là một loại kính gì đó. Em nó cứng lắm. Nó giống nó... như kính một cái lớp thủy tinh vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Cái công vẽ với lại những cái nguyên liệu này kia thật sự là rất là mắc tiền.
Mà cái công vẽ cái này là phải 5 ngày. Rất là công phu luôn. Này anh vẽ bèo như thiệt á. Ờ, cái này bèo như thiệt luôn á trời. Ờ, những cái sản phẩm giống như là những cái tác phẩm của anh là chủ yếu thiên về những cái chủ đề gì? À, thường thì cái loại hình này nó là cá, nên là anh chỉ vẽ cá thôi. Tức là cá, rồi nếu mà người ta khách đặt thêm về những bức tranh hay này nọ thì mình vẫn có thể vẽ được. Nhưng mà anh ít vẽ cái đó. Tại vì cái đa phần của mình là cá, tại vì nó đặc biệt. Chứ nếu mà những cái loại tranh dòng tranh khác thì mình, nếu mà mình cạnh tranh với những cái khách hàng khác thì không được. Những cái người khác thì người ta đã học qua bài bản nhiều hơn. Chủ yếu là cá coi anh ha. Đúng rồi, là cá coi. Quá công phu. Anh mê vẽ lắm. Mê vẽ. Anh mê từ nhỏ, nhưng mà hồi nhỏ anh không có được cơ hội để đi học. Dạ. Hồi đó thì người ta còn những cái kỳ thị với người khuyết tật nhiều lắm. Vâng. Khi người ta nhận mình đi học vẽ đi, người ta sợ nhận mình vô thì người ta phải hỗ trợ mình. Ví dụ như người ta dạy cho một cái người mà không khuyết tật á thì người ta dễ dàng, ví dụ người ta ở lợi thì người ta dạy. Còn mình, nếu mình người khuyết tật đi, tại là dạy thì người ta phải hỗ trợ mình đi lại tới lui, rồi khi lấy đồ cho mình này kia thì người ta rất là bất tiện, thì người ta không có nhận dạy. Thì lúc đó anh nghĩ là mình không có được cái cơ hội đi học. Là sau này thì anh mới học, khoảng gần 20 năm sau thì anh mới học cái nghề này. Nói cái thời gian hơi dài, nhưng mà thật ra đúng là sự thật là gần 20 năm. Tại lúc đó anh ở dưới quê là năm 1995 là anh xin học nghề thì không ai dạy hết á. Nhưng mà tới 2015 thì anh mới học được cái nghề này. Sau 20 năm vẫn theo đuổi cái đam mê của mình, theo đuổi cái ước mơ của mình. Quê gốc của anh là? Quê gốc anh ở Thế Thạnh, xã Thế Lai. Thế Lai. Đúng rồi. Bây giờ là huyện Thế Lai chứ. Dạ đúng rồi, huyện Thế Lai. Xã Tân Thạnh, bây giờ là Tân Thạnh nó tách ra. Đúng rồi. Chứ hồi đó là anh sinh ở xã Thế Thạnh. Hồi đó dưới quê anh là anh bò không mà, anh bò dưới nhà không mà. Hiện tại bây giờ ở nhà thì anh đã có xe di chuyển chưa? Đúng rồi, có. Ở nhà thì hiện tại anh cũng có xe lăn rồi. Dạ. Nói chung thì bây giờ thì ở đây á, với thêm cái ngôi nhà bây giờ thì nó cũng nhỏ. Mình ở nhà có xe lăn nhưng mà mình cũng không đi xe lăn. Mình cũng bò tới bò lui cho nó tiện chứ không gì chứ. Đúng cái rồi. Đó là nói sự thật. Dạ. Chứ nếu mà mình nói mình sử dụng xe lăn nguyên ngày thì mình không có. Dạ. Ít sử dụng lắm. Chỉ đi khi nào đi ra ngoài đâu đó. Dạ. Đâu đâu anh di chuyển thử em coi nha. Anh Hải di chuyển thật sự là rất là... nè nó đi, mình đi, nhưng mình chỉ đi vậy thôi. Dạ, mình bò thôi. Đây, mình đi vậy thôi. Dạ. Cái chân của anh cho em coi nè. Nó bị nhỏ mà đi teo cơ anh. Teo cơ em. Đúng rồi, teo cơ. Bây giờ em đụng vô có cảm giác không anh hai? Có cảm giác, nhưng mà dạng mình không nhúc nhích gì được thôi, chứ cũng có cảm giác. Ví dụ em ngắt hay gì đó, cá kiến cắn vẫn đau. Chứ không phải là mất cảm giác. Sốt bại liệt. Hồi xưa xong một cái căn bệnh này nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Dạ. Cái năm đó là ai cũng bị luôn á. Tại vì giống như một cái đợt dịch gì đó. Đúng rồi. Mà mình thì ở dưới quê là mình không có cái điều kiện mà để chăm sóc y tế á. Nên là mình đâu có được đi chích ngừa. Hồi đó nghe nói là khoảng năm 82 là đã có thuốc ngừa rồi. Nhưng mà mình ở dưới quê sâu xa, chứ mà đi đứng đi đâu khó khăn lắm. Đâu giống như bây giờ mà có xe cộ tới lui đâu. Nên mình đâu có đi được. Dạ. Chứ em hỏi là hiện tại anh với chị là được mấy cháu? Hiện tại thì anh có một cháu, con gái anh năm nay 9 tuổi. Dạ, con gái của anh là có bị tật giống anh không? Không, gái anh là vẫn bình thường, tại vì sốt bại liệt không có di truyền. À, dạ đúng rồi. Ờ, đây là những cái tác phẩm của chị đúng không? Đúng rồi, đâu chị giới thiệu đi. Đây, ở nhà là chị móc cái len này đó hả chị? Cái này kêu bằng những cái túi sách, những cái nón đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, để cho em coi những cái sản phẩm của chị đúng không ạ? À? Cái này là giống như là cái nón để mình đội để cho nó mát, nó có cái dành lớn. Ồ, đẹp quá. Còn cái này là toàn bộ là thủ công hết đó hả chị? Đúng rồi, em này là chị móc bằng tay không à. Ồ, nên là một cái là móc chắc cỡ 2 ngày mấy, 3 ngày mới xong. Dạ. Nói chung là làm thủ công nên cái nào nó cũng lâu hết. Trời ơi, đẹp ghê. Dạ. Dạ. Thì cái nón nữa nhưng mà là kiểu khác. Cái dành nó nhỏ hơn. Dạ. Ôi, nhìn giống như cái nón này là chị làm lâu dữ rồi nha. Đúng rồi, vậy như mấy cái này là mấy cái túi bình nước để cho mấy chị văn phòng rồi đi làm á. Dạ. Để giống như cái này là bao nhiêu tiền một cái vậy chị? Như mẫu này thì 100. Dạ, 100.
Em thấy đẹp ghê á. Nó có nhiều màu, nói chung cái này thì nó được. Có cái là nhiều khi mà mấy cái bình đồ của mấy chị mình đi làm kích cỡ rồi đó, dạ, thì chị có thể làm theo cái yêu cầu. Ví dụ lớn hơn hay là nhỏ hơn, hoặc là thích màu nào đó thì chị có thể làm theo yêu cầu luôn. Dạ. À, mẫu lót bình hoa để mình trang trí trên bàn nữa đó. Dạ. Ủa sao chị khéo tay dữ. Mẫu lót ly để mình uống nước rồi đó. Dạ. Để chống thấm, nó hút vô đây nè. Dạ. Là nó không có bị ướt ở ngoài cái nền ngoài. Ồ đẹp quá chị ơi. Dạ. Ôi, ngưỡng mộ hệt nhà anh chị quá. Ôi. Dạ. Chị để vào đây ha. Ôi. Trời ơi, ba lô luôn hả chị? Chị làm ba lô luôn. Hay dữ. Ô cái này là 380 nghìn. Đúng rồi. Mình móc là cỡ 4-5 bữa. Dạ. Để cho bé đi học hoặc là văn phòng đồ mấy chị mà đi chơi đồ á. Dạ. Cái có đồ được cái mình quẩy vô mình xách. Đúng rồi, cái này là nhìn nó cũng dễ thương. Đó, cái này là không đụng hàng luôn nha. Thật sự là mua cái này là không đụng hàng luôn. Cái này là ở giá 380 nha mọi người. Mọi người muốn đặt hàng chị là bây giờ liên hệ với mình sở hữu ngay cái này. Trời ơi, mình mà con gái nào mua cái này liền. Ồ đẹp ghê á. Rồi cái này là rồi đây là cái túi xách nè. Mà ôi, là móc 3D mình móc nổi lên luôn. Thường là mấy cái mẫu á mình chỉ móc trơn vậy thôi. Nhưng mà sau này cái chị thấy trên mạng á người ta có mấy mẫu mà người ta móc để nổi lên 3D vậy cho nó đẹp á. Dạ. Và chị cũng mày mò chị móc ra mấy kiểu đẹp mà tại vì nó cũng có nhiều màu mà không có thời gian nên chị mới móc có cái màu này thôi. Rồi cái này anh thấy ở bên trong này là nó cũng rất là tiện nè. Ồ có túi có kéo luôn nè. Đúng rồi, có dây kéo luôn. Hay quá. Chị cái này là cái chất liệu đây là cái gì chị? Đây là chỉ. Chỉ sợi dệt á. Chỉ có sợi dệt. Đúng rồi. Nên là mình xài rất là bền, giặt đồ bình thường nó xài cũng tiện bên dạ trong may. Wow. Toàn bộ thủ công hết nha. Đúng rồi, là bằng tay. Em cảm thấy là nó rất là dày. Đúng rồi. Oh, cái này xài rất là chắc luôn nè. Ôi, cái 3D này quan trọng là đẹp cái 3D này nè. Đúng rồi. 3D này rất là đẹp. Mắc tiền chỗ đó là. Cái này là công phu là cái chỗ này, mắc tiền là cái chỗ này và giống như là cái này là cái điểm nổi bật nhất của cái túi đây. Đúng. Đó. Hay quá chị ơi, đẹp quá. Rồi, chắc mọi người các cũng đang thích rồi đúng không? Chút xíu nữa mình sẽ để cái thông tin liên hệ của anh chị này, cho mọi người có thể là làm đặt hàng đâu ha, hoặc là có sở hữu những cái món này. Thật sự nữa rất là đẹp. Cái này cái bông luôn nè. Sao chị làm được cái bông này hay vậy chị? Chị có nghĩa cũng là làm một cái bông bự rồi tới cái bông nhỏ, rồi tới bông nhỏ này. À, không, có nghĩa là khi mình móc mình sẽ móc từ trong mình móc ra. À, tại vì nó giống như mấy cái kiểu này là mình móc chỉ có một sợi chỉ nhỏ thôi cơ. Mình sẽ móc nè, móc từ trong đây mình xóc dần 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 móc bự 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 ra. Trời. Công phu quá. Đúng rồi. Hay quá chị ơi. Anh chị đa tài quá thật sự. Mọi người hay nói á là có tật có tài là thật sự là đúng thiệt luôn á. Ông thì không nghĩ là những cái bức tranh này mà anh có thể vẽ được những bức tranh này. Anh có thể anh giới thiệu cho em về những cái nguyên liệu này mình mua từ đâu anh? Ví dụ nguyên liệu này, keo này thì anh phải đặt ở Sài Gòn. Dạ. Yeah. Đặc biệt là keo đến Sài Gòn, còn mực thì mình mua ở đây bình thường thôi. Dạ. Yeah. Những cái này mình nó tự kiếm. Ôi, anh vẽ cái lá nè. Đó, thì cái lá này thực sự là nhìn nó gốc là nổi y gan lá thật luôn. Những cái khía, những cái cạnh nè, những cái vân nè. Nên là mình bán online nó hơi khó. Là khi người ta nhìn ta không biết cái độ 3D của nó. Dạ. Nên là rất là khó bán online. Đây đây. Và những người đã xài rồi người ta giới thiệu cho mình á thì mấy bạn mới tin tưởng, mấy bạn mới đặt mình được. Nè đây nè. Anh vẽ toàn bộ bằng tay hết nha. Hôm nay là sự chứng kiến tận mắt là mình thấy được là cái vẻ đẹp như cái bức tranh này là toàn bộ là thủ công hết và vẽ 3D nhìn y gan thật. Thấy bức tranh này rất là có hồn, nhưng mà quan trọng là em thấy nhìn con mắt con cá nè. Đó, rất là có hồn luôn. Với lại cái phần vây này nè, cái phần giống như ở trên lưng này kêu bằng cái gì anh, cái sóng lưng đúng không? Đúng rồi. Đó, nhìn rất là nổi luôn, bởi vì nhìn vô là thấy con cá, y gan con cá thiệt. Ồ, những cái vây, những cái kỳ của nó nè, rất là sinh động, y gan con cá thiệt luôn. Con cá này mập ghê ha, con cá này cái hơi nhỏ nè.
Này là con cá màu đen nè đúng không? Dạ. Là mắc cười lắm, là có một cái câu chuyện là anh đi bán ở ngoài á, cái người ta nói ủa sao trong cái bầy cá mà nếu mà phong thủy người ta là phải có con cá đen. Dạ. Cá nói ủa chợn cá đen thù lùi mà tự nhiên vẽ làm gì. Người ta nói không phải, phong thủy là phải con cá đen, con cá dạ. đen là con cá ông. Dạ. Nên là trong một bầy cá là phong thủy là phải có con cá đen. Cái từ đó thì sao anh là vẽ cá mà vẽ nguyên bầy như thế này là anh vẽ con cá đen. Dạ. Mà đúng là thật, những cái người mà ta về gành về phong thủy á thì người ta nói ừ đúng là có con cá đen là nó đúng tiền, cá đen là con cá tài lộc gì đó, con cá dạ. ông. Còn con cá này sao anh? Giống như là nó đen nó lai thôi, giống như đen trắng nè. Ồ, con cá màu cam mà đẹp quá nè. Ừ. Mà em thấy hai cái là anh vẽ con này nó chồng lên con kia, con này bò qua con kia nhưng mà cảm giác là rất là thật. Này, được không? Con màu đen này nó bò ngang đầu với con này nhưng mà nhìn thật lắm. Không nghĩ là đây là cái bức tranh đâu. Tại vì nếu mà em vẽ mà nó không chồng lên thì nhìn nó không có giống như thật. Mà đã vẽ chồng là phải vẽ rất là tốn thời gian, phải mất thêm thời gian. Tại vì em phải vẽ khi xong rồi em mới chồng này lên. Yeah. Thì phải như ít nhất là nó phải gom 10 lần hoặc là 8 lần. Tại vì em phải vẽ con cá này rồi là 5 lần, 6, 7 lần gì rồi đó. Thì sau đó em mới vẽ con khác lên, nó chồng lên nữa. Thì mình phải mất thời gian. Yeah. Mà nếu không vẽ vậy thì nhìn không đẹp. Giống như là con cá đang xếp thì nhìn không đẹp. Đúng rồi. Dễ nhưng... một con thì dễ rồi nhưng mà dễ nhiều con như vậy mới khó nè. Nhìn con mắt mà vui. Một cái sản phẩm mà có nhiều con thì nó vui. Đúng rồi. Ví dụ như mình dễ một con á nhìn lẻ loi lắm. Đặt ra anh cũng có làm, tại anh tính là mình dễ ít như vậy thì để cho cái giá nó thấp á thì người ta lại không thích, người ta nói một con buồn quá. Tại vì dễ có con cá lẻ loi. Dạ. Nên dễ cá bầy thì mình hơi cực. Đúng rồi, hơi cực. Mà phải sáng tạo dữ lắm, phải suy nghĩ đủ thứ hết trơn mới ra được á. Hay quá. Lúc anh học á là ngoài vẽ cá ra rồi trong trường có dạy vẽ cái gì nữa không anh? Không, mình chỉ vẽ cá thôi em. Tại vì cái loại hình này á là chỉ ưu tiên vẽ cá. Tại vì nó phù hợp với cái loại keo. Vâng. Keo này thì nó trong giống như nước. Nên là mình phải vẽ cá thôi. Chứ nếu mình vẽ tranh thường nó vô thì nó cũng được mà chứ nó không có đẹp không. Dạ. Nên là anh chỉ vẽ cá thôi. Anh thấy cái bức tranh này là nhiều cá quá anh. Cái này là tổng hết là bao nhiêu con anh? À, tổng là 14 con em. Yeah. Nè, đây là một bức tranh mà phải gọi là vẽ nhiều cá nhất là yeah. tại vì cái mảng không của nó là hơi bị nhiều trống nhiều á thì mình cho nó bơi nhiều thì mình cảm giác nó rất là vui. Dạ. Yeah. Sinh động. Sinh động nữa. Dạ. Yeah. Ồ. Oh. Anh có thể cho em coi cái cận cảnh không? Nè, trong đây thì nó có cá màu, tức là cá một màu ha. Cá yeah. một màu và cá hai màu. Dạ. Yeah. Và cá sọc ba rồi cá chồng lên. Nó cũng nhiều cái đó. Yeah. Ồ, cái bức này công phu quá. Cái bức này thời gian hoàn thành là khoảng mấy ngày anh? Cái này khoảng cả tuần em. Dạ. Yeah. Quá hay. Đẹp quá. Và mẫu này thì chỉ có 650 thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này là cái dĩa, còn cái này là cái dĩa bằng sứ đúng không? Đúng rồi. Cái này là bằng dừa. Gỗ dừa. Dạ, yeah, gỗ dừa. Cái nào cũng có cái nét đẹp riêng của nó hết á. Cái nào cũng có cái nét đặc sắc riêng. Ồ, bên đây quá xuất sắc anh ơi. Thấy mấy tên nha, phải nói là thấy tận mắt mấy tên được. Chứ mà nhìn qua đây thì nếu mà nhìn hình nữa thôi là chưa tin đâu, bên đây là thấy mấy tên. Hiện tại thì anh đang gặp những cái khó khăn gì? Khó khăn về cái đầu ra của sản phẩm của mình á là tại vì do mình á không có đi được ra ngoài để tiếp cận nhiều với khách hàng nên là chủ yếu là mình bán online thôi. Yeah. Mà bán online thì cũng rất là khó là bởi vì mọi người chưa có hiểu được về cá vẽ 3D là cái gì và nhìn qua ảnh thì người ta cũng không có tưởng tượng ra được nên là cũng hơi khó. Yeah. Nếu mà mình được cái cơ hội mà được đi ra ngoài nhiều á thì khách hàng có thể nhìn, có thể sờ vô những cái sản phẩm thì người ta mới biết được nó như cái giá trị thật của nó. Yeah. Đây, thì thật sự mà nói thì một cái bức tranh rất là đẹp luôn. Nó thì phải nói là nhìn tận mắt rồi mới thấy là những cái vẻ đẹp của nó chứ mà thường nhìn qua hình thôi nhưng mà mọi người không có tưởng tượng được nó đẹp như thế nào đâu. Phải cầm, phải sờ trên tay là mới biết. Nhìn thì ai cũng nói bỏ con cá vô cửa. Đúng rồi. Đây mình quay cái chiều ngang nè. Đó, mọi người thấy không? Giống như là nước vậy đó, giống như là một cái nước vậy đó. Nhưng mà thật sự là không phải đâu, không phải là mình bỏ con cá vô đâu. Có cái cô kia cổ mua cái sản phẩm của anh, xong cổ về cổ để trên bàn. Nhân viên cổ không có dám đụng vào, sợ đụng vào nó bị hư rồi bị con cá nó bị bờ nhảy ra.
Nó cười lắm mà cô nói trời cô để hoài mà nó nói vậy đó. Cái cuối cùng hỏi ra tại sao vậy, nó trời chị nhìn con tưởng là nước, tưởng là đâu có dám đụng vô là con cá nó nhảy ra rồi sao. Cô nói vậy mình nghe mình cũng vui. Là tại vì á người ta mà không có nhận ra được do mình vẽ là cái vẽ của mình đã thành công một phần nữa rồi. Nên là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho ra những cái tác phẩm đẹp hơn. Mà điều đặc biệt á, sản phẩm của anh á, cá đó, nó sẽ bơi rất là tự nhiên, nó không có giống nhau. Đúng rồi. Em có để ý không? Tức là dụ 2 con, 3 con, 4 con gì không biết. Nè anh cứ vẽ đại đó, anh cứ vẽ cho nó bơi tự nhiên, mình thì nhìn mới tự nhiên được. Chứ mình không có vẽ theo khuôn gập được. Đúng rồi. Nên nhiều khi muốn một cái mẫu 9 con mà như cái này đi, mà y chang luôn không có. Dạ. Tại vì mình vẽ tay mà nên là những cái gì đó mà mình làm kêu làm giống là vậy hơi khó. Đúng rồi. Nên là cá nó cũng bơi nhiều kiểu lắm, đủ thứ cho mà nó. Bơi đi đâu nhưng mà nhìn rất là tự nhiên. Phải nói đó hả, nhìn con cá rất là đẹp. Con cá này không có xương nè. Có nhiều người nói nuôi con cá này không có sợ, không có cho ăn, không có tốn tiền, không có chết. Đúng rồi, thiệt. Ta nuôi cá ngoài chết lần người ta uổng lắm, ta nuôi. Con cá này ngoài thị trường là có thể là mấy triệu một con là bình thường. Đó, con cá này nuôi hoài nó không cần cho ăn nhưng mà nó cũng không có mất đâu. Cái đá này là mình mua luôn đúng không anh? Đúng em, cá là, cái đá là mình mua, keo mua, rồi những cái bông hoa này nè là mình cũng mua. Yeah. Rồi mình mới kết hợp vô, có những cái loại anh vẽ anh để cây rồi vô nữa. Yeah. Để cây rồi vô nhìn nó sẽ tự nhiên hơn nữa, nhưng mà mấy đó bán rồi. Yeah. Nói chung thì cái đầu ra bây giờ nó cũng còn bấp bênh đúng không anh? Đúng rồi, bấp bênh. Yeah. Nên là cũng rất là lo, tại vì con mình nó càng ngày càng lớn. Yeah. Thì nó phải đi học rồi lo tốn kém đủ thứ hết á. Yeah. Mình cũng phải, nhưng mà cái nguồn thu nhập chính của mình á, là chỉ có sản phẩm của mình thôi. Yeah. Và bà xã thì làm thêm cái sản phẩm đó. Thật ra thì hai đứa không có rảnh đâu, thời gian là hai đứa làm từ sáng cho tới tối. Ngày xưa đi làm cho người ta thì mình còn có thời gian để nghỉ buổi trưa. Bây giờ mình ra mình làm cho mình rồi mà mình phải cố gắng mình làm hoài. Làm sáng mở mắt ra đầu là làm tới tối, tới khuya 11, 12 giờ. Nguồn thu nhập chính của mình là chỉ từ những cái bức tranh này. Đúng rồi. Dạ. Từ tranh cá 3D, rồi từ những sản phẩm đang móc của chị. Dạ. Thì rất là mong mọi người thấy được những cái bức tranh này, những cái tác phẩm của anh cũng như là của chị sẽ, nói chung là sẽ ủng hộ anh chị những cái bức tranh này nha. Thật sự là mà nói thì rất là đẹp và vẽ rất là công phu luôn. Nhưng mà đầu ra của anh bây giờ rất là khó, nhưng mà kinh tế gia đình bây giờ nói chung là cũng chưa có ổn định. Bây giờ phải lo con nè, cuộc sống hàng ngày của gia đình nữa. Thì nói chung là bây giờ nếu mà mọi người muốn mua á thì có thể là liên hệ với anh qua cái địa chỉ nào với anh? Số điện thoại của anh là 0772 178 498. Yeah. Và số này cũng là số Zalo của anh luôn. Yeah. Ví dụ như mấy bạn mà mấy cô chú ở bên trang của Gulit á có thích cái sản phẩm này, tin tưởng những gì mà Gulit lại đây để thấy được tận mắt những cái sản phẩm thì hãy ủng hộ giùm cho anh về cái sản phẩm này. Dạ, yeah, cũng ủng hộ anh Hải với chị Ngân. Đây, đây là cái số điện thoại của anh nha, 0772 178 498. 498. Thì hiện tại là anh Hải ở thành phố Cần Thơ. Đúng cách rồi. Trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 cây số. Chị ơi, cái nón này là bao nhiêu tiền vậy chị? Mẫu này thì 250 nha. Dạ, 250. Tại em cũng muốn mua một cái món quà để thứ nhất là ủng hộ anh chị, rồi thứ hai nữa là em làm quà để mà tặng cho những người thân của em á. Dạ. Dạ, em sẽ mua ủng hộ chị cái nón này ha. Dạ, rồi, cũng như những cái bức tranh này nè. Dạ, mọi người ơi thì có thể là ủng hộ anh Hải với chị Ngân nha. Một cái bức tranh rất là đẹp, cũng rất là sinh động luôn. Rất là đẹp. Cũng tùy giá mọi người, tùy giá thì nếu mà bức tranh nhỏ thì là giá nó cũng không có cao lắm đâu. Nhưng mà làm trưng ở trên bàn nè, làm quà tặng nè, rất là ý nghĩa luôn và rất là đẹp. Hôm nay thì nói chung thì anh cũng rất là vui. Yeah. Khi có em đến để chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như những cái khó khăn của anh với chị. Yeah. Hôm nay thì anh không có gì ngoài cái sản phẩm của mình, thì anh sẽ gửi tặng cho em cái sản phẩm của anh để làm một cái món quà lưu niệm. Yeah. Để khi mà em nhìn cá 3D thì em nhớ tới anh. Yeah. Đây là sản phẩm của anh. Ok, em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Đây, hôm nay anh Hải tặng cho mình một cái bức tranh, một cái tác phẩm rất là đẹp. Cái mẫu này thì mình sẽ đi chung với cái đế nè. Yeah. Thì cái gáo dừa nó không có cái chân. Yeah. Đúng không? Nó không có chân thì mình sẽ làm tạo một cái chân giả như thế này. À. Để là lên trên bàn. Dạ. Yeah. Rất là đẹp.
Ồ, em rất là thích cái này. Bởi vì sau này nhìn cái bức tranh này nhớ tới anh Hải liền. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cái tiền này là em muốn ủng hộ chị cái những cái sản phẩm của anh với chị ha. Dạ, cảm ơn. Rồi đây là cái tiền cũng như là em tới em thăm cũng như là sẽ gửi tiền để mà anh chị có thể là ăn uống sinh hoạt hàng ngày ha. Cũng như là có tiền cho bé đi học. Dạ, em gửi cho anh 1 triệu. Anh cũng như là ủng hộ tinh thần của anh chị vẽ mà. Dạ. Dạ. Thì rất là mong mà mọi người thấy được những cái tác phẩm của anh, những cái tác phẩm của chị để mà có thể là giúp anh chị có thêm những cái vốn, những cái nguồn thu nhập để mà có thể là lo cho cuộc sống gia đình của mình, lo cho bé đi học được tốt hơn. Thật sự là hôm nay chứng kiến và nhìn thấy tận mắt những cái tác phẩm của anh á, là em rất là thích những cái sản phẩm của chị nè, em cũng rất là thích những cái sản phẩm này. Hy vọng là thời gian sắp tới và khi mà mọi người thấy được cái mô hình này, những cái sản phẩm này của anh chị thì có thể là sẽ mua ủng hộ anh chị nhiều hơn đó, thì để các anh chị có nhiều cái thu nhập để mà lo cho cuộc sống của mình được tốt hơn nha. Em cũng chúc anh với chị thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều đó, thì cảm ơn tay anh cái ha. Dạ. Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn em. Dạ. Thì em cũng bây giờ cũng có việc rồi, thì em xin phép anh chị em về để mà khi nào vài bữa nữa em có việc á, đi gần Cần Thơ này nè, thì em ghé thăm anh chị tiếp tục ha. Ừ. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nha. Dạ. Bye bye tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ mua ủng hộ anh Hải với là chị Ngân nha cả nhà.